Cái thang này có phải cất lên nhà không? Đấy, à, không cái này cắt bỏ đi thôi. Ừ, cắt bỏ đi thôi. À. Phải chặt ra hết à? Ừ, chặt ra hết. Lép lậu. Cùng tên à? Đỗ xanh rang lên này. Công đoạn của lễ cấp sắc chuẩn bị xong này. Xong cái này còn phần gì nữa không hả chú? Còn phần gì nữa? Còn nữa. Ngoài nhà còn mấy phần nữa đấy. À, còn mấy phần nữa. Xong mới trưởng thành đấy nhỉ. Bây giờ vẫn chưa. Chưa trưởng thành đâu nhỉ. Thế là tí lấy cái gì đỡ? Lấy cái rơm kia đỡ à? Thế mình cần lấy vào một cái lưới ấy. À. Lưới thì mình lấy vào lấy cái à. Rơm che vào rồi thì mình đắp chăn vào thì à. Mình mới thả nó xuống á. Rồi rồi. À. Cá nạ. Cốt mẹ thế lên là mà. Nó rơi xuống là có lộc à? Nhặt được cái gì đấy? Hả? À. Cái này là nhặt được lộc à? Ừ, cái đấy gọi là bán được thú rừng ấy. À, bán được thú rừng. Ừ. Nó có lý như vậy mà. Từ xưa ấy. Vâng. Là mình đi săn đấy, bán được thú rừng ấy. Dạ. Ấy hấp vậy. Á tụi cứ rắn. Này còn có cả nanh nanh hổ à? Lợn. Nanh lợn á? À? Nanh này to thế. Lợn trên. À, hàm hàm trên à? Nanh hàm trên. À vậy nhỉ. Thì lễ dặn dò và cũng là chuẩn bị lễ đón trưởng thành cho người được cấp sắc. Để tí rơi xuống đấy à? Cho rơm vào rồi thì mình còn cho đủ chiếu chăn vào nữa. À. Thì mình mới thẳng thả xuống đây. À. Ừ, thì mình vô thả xuống cái đất rồi thì là... Là trưởng thành đấy. Kéo tay ra rồi thì mình dựng nó lên rồi thì mới trưởng thành. À. Đây là một trong những cái nghi lễ quan trọng nhất trong lễ cấp sắc đấy. Quan trọng nhất là cái này ấy. Vâng. Nếu mà không qua được cái thang này là không chưa trưởng thành đâu. Cho rêu đệm vào. Chiếu vào.
ba lớp chiếu nữa nhỉ. Mày bây giờ mình nhấc lên đỡ cậu bé xuống rồi đắp chân vào. Nhờ mấy thanh niên to to tí bây giờ mới là lễ đón vào thai đấy. Trưởng thành này. Đang chuẩn bị nâng lên để đỡ người được cấp sắc. Chung kín luôn. Mọc kẹt chơi kẹt. Mọc kẹt, phàm kẹt. Cô bé cắp sắt đang nằm ở trong đang xem. Cứ tông cái chợ chút chút mày mà. Nó tuổi lên không biết. Thì bên mua chút mấy giả lần. Phải có cái đấy mới mở tay ra được. Bắt đầu trưởng thành. Lúc mà tay là nắm vào nhau thế là có tự mở được không ạ? Không được. À không được. Quá rồi không ạ? Ừ, quá. Phải có cái mới có cái kia. Ô, quá cho phá bơ. Cái đấy gọi là cái gì? Giống như là tấm giống bơ. Giống bơ. Bây giờ cậu bé đang trưởng thành rồi đúng không ạ? Phá bơ. Sau nghi lễ này thì người được cấp sắc mới được trưởng thành nha các bạn nhé. Thông báo đã có người trưởng thành. Báo cáo tổ tiên cha mẹ đã xong nghi lễ trưởng thành cho cậu bé rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên nhà xem phần tiếp theo, đó là các nghi lễ thủ tục ở trên nhà nhé các bạn nhé. Hãy nhìn lại hình ảnh cậu bé được cấp sắc. Cậu bé đã được trưởng thành. Theo phong tục, theo trong các nghi lễ thì bây giờ mới vào trong đón một cái người gọi là hài nhất ấy. Đấy. Nhân vật này rất là hài. Chào anh nhá. Chào chị nhá. Thầy đang thủ tục gọi một nhân vật đang được trang điểm để ra để làm một cái nghi lễ hoàn thành nữa.
Nói chung là để hoàn thành một cái lễ cấp sắc cho người con trai trưởng thành của người Dao đen thì còn rất nhiều các cái thủ tục nhé các bạn nhé. Vì vậy tôi sẽ quay lại hết tất cả các cái nghi lễ để cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn hết sức thông cảm bởi vì trong các cái phong tục tập quán thì mình cũng không muốn cắt bỏ đi nhiều mấy. Vì vậy mình muốn truyền tải cho mọi người xem hết toàn cảnh thực ở các cái nghi lễ của một cái dân tộc, giống như là dân tộc Dao đen đây. Đó là cấp sắc cho người con trai để đến tuổi trưởng thành các bạn ạ. Đấy, mời các bạn cùng trưởng lý xem tiếp các phần tiếp theo nha. Bởi vì tôi thì tôi cũng không biết được hết các cái phong tục tập quán đâu các bạn ạ. Vì vậy tôi hôm nay tôi sẽ quay hết, quay tất cả những cái sự thật nha các bạn nhé. Đang hát du con đây. Bây giờ là giai đoạn hát để chào con trưởng thành này. Công nhận là con người đấy. Ăn bánh lấy bánh phát quà đấy nhỉ, quà mỗi người miếng bánh. Đây là điệu hát du chào người trưởng thành nha các bạn nhé. Là hát du để cho cậu con trai của nhà anh chủ nhà này chào đón anh chủ, cậu con trai anh chủ nhà này đấy. Coi như là sinh ra lần hai. Được sinh ra lần hai, bây giờ mới là trưởng thành. Bây giờ là trời đất chứng giám, công nhận là bắt đầu có một con người bắt đầu trưởng thành. Trống này là lâu rồi đấy nhỉ anh nhỉ? Cái này được bao nhiêu năm rồi? Ba mươi mấy năm rồi cả. Ây à, bền nhỉ? Cái này nó là bằng da con gì? Da dương. Con hiêu. Sơn dương à? Sơn dương. Ây da. Cái này là bằng da sơn dương nha các bạn nhé. Con dê rừng đấy. Giới thiệu với mọi người đây là thầy bắt đầu đọc thần chú để chuẩn bị đón một thợ cũng như là đón người trưởng thành lên nhà đấy các bạn ạ. Một cái giải rất là dài thần chú đọc từ đằng kia về, từ đầu về đến đây rất là dài.
Đấy. Nghi lễ bắt đầu ở đây các bạn ạ. Chuẩn bị đón thợ săn để đi săn lấy thịt chim thú về. Đi săn để lấy thú rừng về để nuôi con đấy. Còn ở ngoài kia là đang hát ru. Giới thiệu với mọi người ở đây là một nghi lễ cũng rất là đặc sắc và hài hước ở trong lễ cấp sắc của người Dao Đen nhé. Giờ là trong cái lễ cấp sắc của người Dao Đen thì có rất nhiều thủ tục cũng như là các cái chương trình cúng rất là nhiều. Vì vậy tôi cũng xin phép kết thúc video ở lại đây nhé các bạn nhé. Do dung lượng video nó cũng có hạn, vì vậy tôi sẽ để cái phần này ở video tiếp theo. Rất mong các bạn chú ý theo dõi cũng như là ủng hộ tôi trong các video tiếp theo nha các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.